Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Ly mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp với Ly để kho một nồi thịt kho gừng ăn cùng với cơm. Rất là đơn giản, dễ làm lắm. Ở đây Ly có gừng nè, Ly đã gọt vỏ, rồi cắt ra từng sợi như thế này. Rồi một ít tỏi, Ly cắt lát và hành hương Ly cũng cắt ra mỏng mỏng từng khoanh như thế này. Thì có một ít nước mắm nè, rồi một ít gia vị như là bột nêm, đường, tiêu và muối, tỏi và hành hương Ly đã băm nhuyễn ra, rồi một lon nước dừa coco để chúc mình kho thịt. Rồi đây là thịt đùi Ly đã cắt mỏng mỏng ra như thế này nè. Bây giờ mình ướp thịt nha. Ly sẽ cho cái tỏi với hành hương băm vô, nước mắm cho vô luôn, rồi bột nêm, đường, muối và tiêu Ly cũng cho vô luôn để Ly ướp. Ly trộn lên cho nó thấm cái thịt nè. Ly bắt lên bếp một cái nồi, Ly bỏ một ít đường, rồi một ít dầu ăn vô, Ly làm một ít nước màu để kho thịt. Bây giờ nó sắp ngã ra màu vàng rồi nè. Ly tắt lửa để cho khi bỏ thịt vô nó đừng có văng. Khi bỏ cái thịt vô, khi xào cho nó xanh thịt. Thịt nó thấm gia vị rồi nó săn lại rồi nè, Ly sẽ cho lon nước dừa coco vô. Nhớ thường xuyên lại vớt cái bọt nó ra ha. Khi nó sôi lên á, mình nhớ mình lại vớt hết mấy cái bọt này ra nè. Thì mình cứ để ở đây từ từ cho nó rút nước. Nồi thịt kho của mình nó rút bớt nước rồi nè các anh chị và các bạn. Bây giờ mình cho cái gừng với tỏi sắc lát và hành hương sắc lát vô. Ly muốn cho cái gừng nó sao như thế này á, tại vì Ly muốn khi mà mình ăn được cái gừng á, cái thịt với cái gừng thì cái độ nồng cay của cái gừng nó còn. Chứ khi mình bỏ cái gừng vào ngay từ lúc ban đầu á thì nó ra ngoài cái nước thịt hết rồi. Mình ăn cái miếng gừng nó không có còn nồng cay nữa. Đó, đợi khi cái gừng nó chín cái bắt đầu mình tắt lửa. Tỏi cũng vậy nè, mình xắt lát lát đây nè. Khi chút nữa mình ăn trúng cái miếng tỏi á, cái hành hương á, nó ngon. Xong rồi nhớ nêm nếm lại coi cái thịt của mình nó vừa ăn không á. Bây giờ đi tắt lửa, đi cho ra dĩa để mình ăn cơm. Và đây là dĩa thịt kho gừng Ly mới vừa kho xong. Mình ăn cùng với cơm nóng rất là ngon. Ly xin cảm ơn các anh chị đã xem và luôn ủng hộ cho Lily ha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để Lily có nhiều món ăn khác cũng như là những phong cảnh khác chia sẻ cùng với mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.